Nhân dịp chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Việt Nam sáng ngày 13 tháng 5, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám phối hợp với Trung tâm Thông tin Du lịch, Tổng cục Du lịch và Tập đoàn Công nghệ Vietsen tổ chức ra mắt hệ thống vé điện tử, triển khai chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám, khu di tích thời gian qua đã có nhiều nỗ lực đổi mới sáng tạo, quyết tâm đổi mới công tác quản lý vé tham quan thông qua chuyển đổi số. Thay thế phương thức vé truyền thống với sản phẩm vé điện tử sẽ đem lại sự thuận tiện hơn rất nhiều cho các đoàn khách du lịch đến tham quan. Ông Kiêu trân trọng cảm ơn Tổng cục Du lịch, Trung tâm Thông tin Du lịch và các đơn vị liên quan đã hỗ trợ để ra mắt hệ thống vé điện tử cùng các sản phẩm chuyển đổi số. Tham dự buổi lễ ra mắt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc đánh giá cao sự chủ động của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám trong việc triển khai các hoạt động thiết thực chào đón và hưởng ứng SEA Games 31. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh, chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch Việt Nam, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm mới phục vụ khách du lịch là một định hướng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh du lịch không chạm ngày càng phổ biến. Phó Tổng cục trưởng đánh giá cao và tin tưởng rằng với tư duy mới, với những sản phẩm công nghệ mới, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý cũng như hoạt động đón và phục vụ khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu một địa chỉ văn hóa lịch sử tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Từ ngày 13 tháng 5 đến tham quan tại Văn miếu Quốc tử Giám, du khách sẽ có trải nghiệm mới mẻ về hệ thống vé điện tử. Ưu điểm nổi bật của hệ thống vé điện tử là giúp du khách mua vé online dễ dàng khi đến với Văn miếu Quốc tử Giám, chỉ cần quét mã QR để đi qua cổng soát vé. Đặc biệt, đối với điểm tham quan như Văn miếu Quốc tử Giám thường đón nhiều đoàn khách du lịch đông, hệ thống vé điện tử cho phép cả đoàn chỉ cần mua một vé, quét mã QR cho cả đoàn đi vào. Cũng trong khuôn khổ chương trình, hôm nay Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám cũng đã khai trương không gian thư quán và tổ chức tọa đàm thư pháp và graffiti từ khác biệt đến đồng cảm.